bầu sô Liêu Phạm hiện đang sống ở hải ngoại và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hiện đang sống ở Việt Nam. Là mối tình có 102, cả hai người xin được nói lời chia tay mãi mãi từ đây với mọi người. Mới đây, truyền thông trong nước và Mỹ cho biết, bà Liêu Phạm bầu sô hải ngoại đã nộp đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hiện đang sống tại Việt Nam, đến tòa án quận Cam Bang, California, Mỹ. Được biết cách đây vài năm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bà bầu sô Liêu Phạm tại hải ngoại đã tổ chức đám cưới, nhưng không được phổ biến rộng rãi. Hai người kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, sau đó bà ly thân vào tháng 2 năm 2018, không có con chung. Bất chấp tuổi tác, tuổi của bà Liêu Phạm sinh năm 1954 là một bầu sô nổi tiếng, tại Mỹ là người có uy tín lúc đó ở Sài Gòn trong các công ty giải trí chuyên nghiệp tổ chức các sự kiện âm nhạc, tại hải ngoại gần 30 năm qua. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới là sinh năm 1971 là ca sĩ đình đám nổi tiếng tại Việt Nam và thị trường hải ngoại. Nói đến giới ca sĩ thì bầu sô Liêu Phạm có mối liên hệ rất nhiều ca sĩ trong và ngoài nước như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Hương Lan, Hồ Ngọc Hà, Lê Quyên, vân vân. Hoa tiếng sao ru, lời ai thù thì đêm thơm mộng. Ngàn ngát trầm xưa mãi đến giờ.